Hôm nay là ngày quay hình của vở kịch Táo Quân, sẽ phát vào đêm 30 Tết. Năm nào cũng vậy, vào những ngày cận Tết thì anh em nghệ sĩ lại tất bật để chuẩn bị cho vở kịch Táo Quân, vốn dĩ là một món ăn đặc sản không thể nào thiếu trong những đêm giao thừa. Bây giờ thì mọi người đang hóa trang để chuẩn bị cho nhân vật của mình. Năm nay thì Nghĩa vẫn tiếp tục đóng vai Táo Đỏ cùng với Huỳnh Lập trong vai Táo Xanh. Mặc những bộ trang phục như thế này cũng không đơn giản đâu các bạn. Nó cũng nhiều tầng, nhiều lớp, rồi nhiều nút khác nhau. Cho nên là mình cần phải có một người phụ mình để có thể mặc cho đúng những cái bộ trang phục rườm rà, rắc rối như thế này. Ây chà, gài cái nút cổ áo này cũng rất là khó khăn. Có lẽ dạo này cái nọng nó hơi dư. Sao biết gì mà trả lời? Thì cứ vụ đề nhẹ nhẹ dưới đi. Tưởng tượng ra, tưởng tượng á lại ở dưới xin mình dùm lại. Trời ơi, khó quá. Cái đấy là hỏi đường đúng không? Hỏi đường, hỏi đường. Rồi sao vô? Thì anh cứ lại bốc quả đó. Không biết gì sao tôi khóc luôn đó. Sau cái màn ngẫu hứng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vừa rồi thì bây giờ chuẩn bị ra sân khấu để quay phần phỏng vấn đây. À, nãy giờ quên tiết lộ với các bạn, nhân vật Táo Hồng của năm nay cũng là một sự thay đổi. Đó chính là diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Thần tiên thì hay có một cái... Quý vị khán giả một năm mới, an khang thịnh vượng. Dạ sự như ý. Trời ơi, hợp ý như vậy. Và mọi người nhớ đón xem Gia Đình Táo phát sóng vào lúc 20 giờ đến 30 Tết nha. Bây giờ thì tất cả các diễn viên đã chuẩn bị xong. Mọi người thấy không? Lực lượng diễn viên vô cùng đông đảo và hoành tráng. Trước khi quay hình thì tất cả mọi người xúm lại với nhau để chụp những tấm hình lưu niệm trước. Mọi người nhớ đón xem vở kịch Táo Quân này vào đêm giao thừa nha. Trong phim trường thì như thế, còn ở bên ngoài thì không khí Tết đã đến rất gần. Nghĩa phải quay trở về gian bếp của mình để chuẩn bị cho món chay ngày Tết đây. Như các bạn cũng đã thấy, trong những ngày này thì khi chúng ta đi ngoài đường, mọi người đều đang nô nức để chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Nơi nơi hoa, lá, cỏ, cây mọc rất là đẹp, xum xuê, rực rỡ. Và dĩ nhiên trong mỗi gia đình của chúng ta thì cũng không thể nào thiếu cái không khí để chuẩn bị đón Tết. Ngoài những cái món như là bánh chưng, bánh tét hoặc là các loại mứt thì những món ăn truyền thống quen thuộc trong 3 ngày Tết là điều hầu như là mỗi gia đình nào cũng có. Với những gia đình người miền Nam thì chúng ta sẽ có trong nhà một cái nồi thịt kho hộp vịt và một cái nồi khổ qua dồn thịt chay. Đó là những cái món ăn gần như là không thể thiếu, nhưng đó là với những gia đình tan mặn. Còn nếu như nhà mình ăn chay thì sao?
Dĩ nhiên cũng sẽ phải có những món ăn ngon và nó mang cái màu sắc cổ truyền như thế. Nhưng mà nguyên liệu thì chúng ta sử dụng đều là những nguyên liệu chay. Một cái nồi cái gì đó kho với đậu hũ, với nấm, với măng cũng y chang như cái nồi thịt kho vịt kia. Và hôm nay thì Nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái nồi canh khổ qua dồn. Nếu như người ta ăn mặn thì người ta sẽ nói là canh khổ qua dồn thịt. Còn mình ăn chay thì mình chỉ nói canh khổ qua dồn vậy thôi. Các bạn hãy cùng với Nghĩa làm cái món canh khổ qua dồn chuẩn bị cho những ngày Tết nhé. Nguyên liệu của chúng ta gồm khổ qua, đậu hũ trắng, nấm rơm, trái lê, bò viên hoặc là cá viên chay. Cái này có cũng được, không có không sao các bạn nha. Củ cải muối, sắc sợi, miến, hành lá. Đó là những nguyên liệu để chúng ta làm món canh khổ qua dồn này. Có lẽ các bạn cũng thắc mắc không biết tại sao tự nhiên trong cái món khổ qua canh này thì lại có cả những cái miếng lê mà Đại Nghĩa đã sắc sẵn như thế này. Thưa các bạn, một bí quyết để chúng ta nấu ra một cái nồi nước dùng nó ngọt thanh tự nhiên, đó chính là chúng ta sử dụng trái lê. Chúng ta dùng trái lê để nấu cái nước dùng thì cái phần nước dùng nó sẽ ra rất là ngọt. Hoặc là bình thường các bạn vẫn hay thấy là Nghĩa sử dụng củ cải trắng nè, hoặc là sử dụng bắp Mỹ nè, thì tất cả những cái đó hoặc là su hào nữa, nó cũng đều tạo cho cái nồi nước dùng của chúng ta có cái vị ngọt thanh tự nhiên. Và bên cạnh đó, Nghĩa sử dụng thêm một ít củ cải muối nữa cũng là như thế, để cho cái nước dùng của chúng ta nó đậm đà, nó có cái mùi thơm cũng như là cái vị ngọt. Bởi vì khi người ta ăn mặn á, người ta nấu nước dùng từ xương, từ thịt thì cái vị ngọt nó ra. Còn chúng ta ăn chay thì chúng ta sử dụng những nguyên liệu là rau củ quả, chúng ta cũng có thể làm được một cái nồi nước dùng ngon tuyệt vời. Ở đây có chả chay, tức là bữa nay có để vô, còn nếu như các bạn không có cũng không sao hết trơn trọi á. Nấu cái nồi canh khổ qua dồn không thôi cũng ngon lắm rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái món ăn này nha. Đầu tiên là phần sơ chế nguyên liệu. Chúng ta sẽ dùng một con dao nhỏ để rạch trái khổ qua ra và dùng một cái muỗng inox để mà moi cái phần ruột và hột bên trong của trái khổ qua. Các bạn hãy làm cho thật khéo léo, đừng để cho trái khổ qua của chúng ta bị tét ra nha. Còn về nấm rơm thì chúng ta sẽ bằm nhuyễn ra. Và nấm mèo cũng như thế, cũng bằm ra nha các bạn. Hành lá thì chúng ta cũng sắc nhỏ. Sau khi chúng ta đã sơ chế các nguyên liệu xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cái phần làm nhân. Chúng ta sẽ lấy một cái tô và để hai miếng đậu hũ vào trong đây. Sau đó đeo bao tay sạch sẽ và chúng ta sẽ bóp cho nó nhuyễn ra các bạn ha. Bởi vì trong cái phần đậu hũ trắng của chúng ta đó có rất là nhiều nước, cho nên khi mình bóp ra xong mình sẽ sử dụng một cái khăn trắng, một cái khăn còn mới nguyên luôn. Chúng ta sẽ bỏ cái phần đậu hũ vào trong đây và sau đó chúng ta sẽ vắt cho nó ráo nước, vắt ráo nước hết sức có thể. Này, mình vắt qua đây. Khi các bạn mua đậu hũ á, thì các bạn mua cái loại đậu hũ mà người ta nói là dùng để chiên, chứ đừng có mua loại đậu hũ mềm nha. Loại đậu hũ mềm thì nó lại mềm quá, mình không làm được cái món này. Mua cái loại đậu hũ trắng mà người ta dùng để người ta mang về người ta chiên lên á. Đấy, các bạn thấy không? Mình vắt ra như vậy rất là nhiều nước. Bạn nào mạnh tay thì cố gắng vắt cho thịt khô thịt ráo ha. Sau đó chúng ta bỏ riêng ra một cái dĩa khác.
Cứ như vậy chúng ta sẽ vắt hết cái phần đậu hũ mà chúng ta đã bóc nhuyễn ra này. Dùng hết 10 thành công lực để vắt cho ráo cái phần đậu hũ nha các bạn. Bởi vì khi chúng ta vắt ráo như vậy thì cái nhân của chúng ta làm nó sẽ rất là chắc, không có bị bở và nát khi chúng ta nấu lên. Chúng ta sẽ cho cái phần đậu hũ mà chúng ta đã vắt ráo vào trong cái tô nấm. Đây là miếng mà chúng ta đã ngâm nước, sau đó chúng ta sẽ dùng kéo để cắt cho nó nhuyễn ra. Nêm vào một ít bột nêm chay nè, thêm một chút bột ngọt nữa cũng được. Và quan trọng là chúng ta phải có tiêu, tiêu xay các bạn ha. Sau đó chúng ta sẽ bóp nhuyễn, trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Sau khi phần nhân đã được trộn đều thì các bạn hãy bỏ vào một cái túi ni lông. Bóp cho cái phần không khí nó ra hết bên ngoài. Ép cái phần nhân cho nó sát vào trong cái đáy túi. Sau đó mình khóa cái phần đầu túi lại. Dùng một cái kéo mình sẽ cắt một cái đầu của cái túi ni lông và chúng ta nặn cái phần nhân vào trong trái khổ qua. Giống như là mình bắt bông kem trên ổ bánh kem vậy đó các bạn. Bỏ nhân vào trong cái bịch ni lông này và hãy nặn vào trong trái khổ qua. Một điều quan trọng là các bạn không nên bắt quá nhiều nhân vào trong trái khổ qua của chúng ta, chỉ để vừa đủ, làm sao cho trái khổ qua của chúng ta khép miệng thật kín lại. Nếu chúng ta để phần nhân quá nhiều thì khi nấu, phần nhân nó sẽ còn nở ra và chắc chắn là nó sẽ bị bể và nó trào ra bên ngoài. Hành lá chúng ta trụng qua nước sôi cho nó có cái độ dai và chúng ta sẽ dùng cái sợi hành lá để cột cái trái khổ qua của chúng ta lại, giữ cho cái phần khổ qua của chúng ta nó khép miệng lại, không để nhân trào ra bên ngoài. Như vậy là mọi cái đã xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc nấu một cái nồi nước dùng thật là ngon, thật là ngọt. Và chúng ta sẽ cho những cái trái khổ qua dồn của chúng ta vào đó để mà hầm. Vậy thôi. Các bạn hãy phi một ít tỏi bằm lên cho thơm trước nha. Sau khi tỏi đã thơm vàng, chúng ta sẽ cho nước vào. Cho luôn cả phần bò viên chay cùng với những trái lê đã sắc nhỏ vào trong nồi để nấu nước dùng. Chúng ta cho phần củ cải muối vào và sau cùng chúng ta cho khổ qua vào nồi. Dùng hạt nêm chay để nêm vào nồi canh của chúng ta cho thêm đậm đà. Tùy vào khẩu vị của từng người mà chúng ta sẽ gia giảm cái phần gia vị này nhé. Thời gian để chúng ta nấu cái món canh này chỉ khoảng tầm 30 cho đến 45 phút. Các bạn có thể dùng đũa để thử xem trái khổ qua của chúng ta đã mềm chưa. Nếu như đã mềm thì coi như món canh của chúng ta đã làm xong và mình sẽ múc ra tô để thưởng thức thôi. Các bạn thấy đó, chúng ta đã làm xong món canh khổ qua dồn và chúng ta chỉ tốn cái khoảng thời gian khi chúng ta hầm cho trái khổ qua nó mềm ra thôi. Chứ còn những cái công đoạn chế biến thì cực kỳ đơn giản. Và cũng mong rằng tất cả các bạn trong cái mùa Tết năm nay, các bạn sẽ làm cho mình được những cái món ngon, chẳng hạn như là món canh khổ qua dồn hôm nay, để cả gia đình cùng ăn trong những ngày Tết nha. Còn bây giờ thì Nghĩa sẽ gắp một trái khổ qua ra để chúng ta dùng thử xem sao. Nhưng mà trước tiên phải nếm cái nước dùng cái đã. Đây, nghe thử nha. Cái nước dùng nó rất là ngọt, cái vị ngọt thanh, không hề có một chút bột ngọt hay đường nào nha các bạn. Tất cả nó chỉ có từ là trái lê, rồi
khổ qua và chúng ta hầm trong đó có đậu hũ và có nấm nữa, cho nên nó có cái nước dùng nó rất là ngọt. Và dĩ nhiên bên cạnh đó nó có cái vị nhẫn nhẫn hơi đắng đắng một chút của trái khổ qua, mà nếu như ai ăn được á thì sẽ thấy rất là thích. Còn nếu như ai không được, ai không ăn được cái vị đắng của khổ qua thì chắc là sẽ rất khó để mà ăn món này. Nước dùng ngon quá. Bây giờ thì Nghệ sẽ lấy một trái khổ qua ra và cắt ra để dùng thử xem sao. Cái phần khổ qua nó rất là mềm các bạn, mà nó ngọt nữa, có một chút vị nhẫn nhẫn của khổ qua rất là ngon. Còn cái phần nhân á cũng rất là vừa ăn. Đây, cái phần nhân đây. Bởi vì cái phần nhân khi chúng ta làm, chúng ta đã bắt ráo nước, cho nên khi chúng ta bỏ vào đây hầm á thì nó cũng không có bị bể nát ra. Có những người họ làm á thì họ có pha thêm bột để họ vo cái nhân cho nó bám chắc hơn, nhưng mà Nghĩa thì không bỏ bột, để tất cả một cách tự nhiên như vậy á, và cái nhân của chúng ta vẫn rất là ngon. Như vậy là ngày hôm nay Nghĩa đã giới thiệu cho các bạn một cái món ăn rất là quen thuộc trong những ngày Tết mà chúng ta lại nấu chay, đó là cái món canh khổ qua dồn. Các bạn làm thử nghe nhé, và chúc cho tất cả các bạn sẽ có những cái bữa cơm thật là ngon cùng với gia đình của mình trong những ngày Tết. Chúc cho tất cả mọi người bước vào một cái năm mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh của Đại Nghĩa Tấn Phát Official để tiếp tục theo dõi những clip món chay mà Đại Nghĩa chia sẻ với mọi người nha. Chúc mừng năm mới và xin chào tạm biệt các bạn.